đăng ký ngay VTV Show, kênh giải trí số của Đài Truyền hình Việt Nam. Người xoán ngôi sẽ phải trải qua 3 câu hỏi, vượt qua cả 3 câu. Người chơi sẽ chính thức trở thành vua tiếng Việt của tuần này và nhận giải thưởng 30 triệu đồng. Lựa chọn thách đấu với người xoán ngôi của tuần tới, người chiến thắng sẽ có cơ hội nâng mức giải thưởng lên tối đa 320 triệu đồng. Thưa quý vị và tất cả các bạn, vòng 4, vòng xoán ngôi, hôm nay chắc chắn là căng thẳng. Người chơi của chúng ta là bạn Trịnh Hân. Bạn chơi một cách rất là ghê gớm. Bạn thắng tuyệt đối, đặc biệt ở vòng 3. Và đến bây giờ bạn gặp một người, đó là bạn Thanh Hương, đang ngồi ở ngay vua tiếng Việt của chương trình. Bạn Hương cũng là người ghê gớm. Và bây giờ tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời hai người ghê gớm gặp nhau. Xin mời. Thanh Hương, em có xem bạn Hân thi không ạ? Có ạ, dạ. Cảm giác bây giờ thế nào? Với đối thủ như thế này, nếu như bạn thi đấu thì bạn đang thấy thế nào? Chắc là cũng cân sức ạ. À, cân sức. Dạ. Còn bạn Hân thì sao? Bạn đã từng xem bạn Hương thi rồi, bạn thấy khả năng của bạn thế nào? Thấy rất đáng nể. Về căn bản, đề tôi đã có ở đây. Và bây giờ là lúc, thưa quý vị, chúng ta chuẩn bị thật kỹ để đến với phần xoán ngôi của chương trình vòng 4 trong vua tiếng Việt. Bạn Thanh Hương, vua tiếng Việt của chúng ta đang có trong tài khoản là 80 triệu đồng. Nếu bạn chiến thắng thì bạn sẽ có 160 triệu đồng. Nhưng nếu bạn thua cuộc, bạn chỉ về với 20 triệu đồng mà thôi. Còn một bên là đang tay không bắt giặc. Tôi nói đùa vậy thôi chứ bạn Hân thân mến, bạn là một đối thủ rất đáng gờm đối với vua tiếng Việt của chúng ta. Số tiền thưởng cũng rất là lớn. Tôi mong rằng hai bạn thực sự tập trung, phát huy hết cái khả năng của mình. Phần thi đầu tiên, chúng tôi sẽ đưa ra 5 chữ cái. Xin mời. Đó chính là ớ, C, D, H, N. Và trong vòng 30 giây, các bạn hãy tìm những từ có thể ghép được từ 5 chữ cái này. 30 giây bắt đầu. Với mỗi từ đơn là 1 điểm, mỗi từ phức 2 âm tiết là 2 điểm, từ phức 3 âm tiết sẽ là 3 điểm. Hết giờ. Theo quy định của chương trình, người thách đấu đó chính là bạn Hân sẽ đọc từ trước. Xin mời từ đầu tiên. Em có từ cân. Từ cân được. Được. Cần. Từ này cũng được. Tốt. Từ cận. Từ này được. Chuẩn xa. Hận. Hận thì được. Hận được. Đần. Đần được. Được. Chân. Chính xác. Chính xác. Nhân. Rất tốt. Tốt. Nhẫn. Được. Rất tốt. Nhận. Được. Em hết đấy. Tuyệt vời. 9 từ. Bạn Hân đã trả lời và từ nào cũng được chấp nhận. Chúc mừng bạn. Bạn Hương, vua tiếng Việt, cho chúng tôi biết. Dạ. Ân ạ. Từ ân được. Được. Ẩn ạ. Được. Được. Ẩn ạ. Tốt. Chính xác. Đần ạ. Được. Hận ạ. Được. Được. Chân ạ. Chính xác. Chấn ạ. Tốt. Nhân ạ. Nhân nhẹ. Nhân thì không hợp lý. Nó không đứng, nó biệt lập được. Nhân ra không đúng ạ. Nhân à, nhân thôi. Nhân ra thì được. Nhân sạn thì được. Nhân không được chấp nhận. Nhận ạ. Nhận thì tốt. Ân nhân ạ. Tốt. Dạ. Ân hận ạ. Tốt quá. Tốt quá. Ân cần ạ. Rất tốt. Được. Còn gì nữa không? Dạ thì thôi ạ. Bạn Hân được 9 điểm, còn vua tiếng Việt của chúng ta 14 điểm. Xin chúc mừng. Số tiền thưởng của bạn bây giờ sẽ là 160 triệu đồng.
Hân thân mến, em đã không vượt qua được người mà em thách đấu. Tuy nhiên những phần thi của em đã để lại rất nhiều những ấn tượng tốt đẹp và tuyệt vời. Cảm ơn em đã đến tham gia chương trình. Chúc em luôn luôn mạnh khỏe, thành công, xinh đẹp và hạnh phúc. Chúng tôi có một chiếc cúp của chương trình để gửi tặng người tham gia hôm nay, đó chính là bạn Hân. Cảm ơn em. Vâng, thưa quý vị, tôi đã trao cúp cho bạn Hân. Còn bạn Thanh Hương, vua tiếng Việt của chúng ta, bạn đã có 160 triệu đồng. Nhưng 160 triệu đồng đó là 160 triệu đồng ký quỹ. Nếu bạn thi tiếp ở vòng sau, bạn chiến thắng thì bạn sẽ nhận 320 triệu đồng. Còn nếu bây giờ bạn chia tay chương trình và là em làm vua lâu rồi cũng chán thì bạn sẽ ra về với số tiền là 120 triệu đồng. Dạ. Và bây giờ chúng tôi sẽ chờ đợi. Dạ. Thì em đã đi đến đây rồi và mục tiêu của em khi mà đến với chương trình là thử thách giới hạn của bản thân. Thế nên là nếu mà chưa biết giới hạn của bản thân thì em sẽ chưa dừng lại. Thế nên em xin phép đi tiếp ạ. Bạn ấy sẽ đi tiếp, thưa quý vị, ở tuần sau, hoặc là bạn ấy nhận 320 triệu đồng hay là nhận 40 triệu đồng. Nhưng tôi tin rằng số tiền không phải là quá quan trọng, mặc dù nó chỉ rất quan trọng thôi, nhưng mà nó không phải là quá quan trọng. Mà quan trọng nhất đó là bạn đã đến đây và bạn đang sẵn sàng nhận lời thách đấu. Và tuần sau chúng ta đến với phần thách đấu khủng khiếp, giải thưởng ghê gớm. Còn bây giờ thưa quý vị, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình của chúng ta được phát sóng vào hồi 20 giờ 30 phút tối thứ 6 hàng tuần trên VTV3. Xin chào quý vị.